Có thấy được không? Thế à? Tại vì bằng nhau ha. Rồi. Rồi nhấc đi bác. Bác TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem xét bia đánh đôi nha cả nhà. Giữa bác Bảy với anh Phương một bộ cả nhà. Cô Trúc với Nhật một bộ. Xét bia này đồng 100 điểm nha cả nhà. Cái này mình sẽ làm trong tài cho hai đội cả nhà. Đội nào thắng tiếp tục là giải thưởng 5kg gạo một thùng mì. Giải thưởng đó mình có nói với ông bà cô chú anh chị em cả nhà, ai được giải thưởng thì mình sẽ đi thay mặt tặng cho những bà con nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó mình trả 6 hoặc 7 giờ tối hàng ngày cả nhà. Nhớ nó xem. Anh Trưng cũng mới xuống chảy nha cả nhà. Xuống chảy một bước. Hôm nay mình làm cái Sugi 15 nha cả nhà. Ai được Sugi 15 trở lên là được giải thưởng 100k nha cả nhà. Đó mình làm thêm động lực để cho ông bà cô chú anh chị em có động lực để đi được Sugi lớn nha cả nhà. Sugi 15 nha bác Bảy. Rồi nhà đón hôm nay ai sẽ lấy giải thưởng Sugi 15 cả nhà. Chắc cô Trúc chắc rồi đó, con này chắc rồi đó. Chắc rồi đó. Đây hỏi nhau chút rồi. Giờ mời cả nhà cùng xem xếp đi ra đánh đôi với mình luôn cả nhà. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Đã có những thông báo mới nhất của kênh mình, một lượt like, một lượt chia sẻ đang có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho nhà xem. Bác Bảy với anh Phương một bầu, cô Trúc với Nhật một bầu. Sách bia này hai đội đồng 100 điểm nha cả nhà. Quá hay cô Trúc ơi, trời ơi 7 điểm rồi, ra thế bia này nữa quá im. Từ 15 điểm trở lên là có giải thưởng, sau khi giải thưởng đó là 100k nha cả nhà. Một chút đi 20-30 bình thường. Nhất rồi, nhất. Nhất. Đó mừng không? Đó mừng là có chút được giải thưởng này. Ông bây giờ này canh kỹ còn im lắm. Dạ, con chồng nhà mà giữ ha. Quá hay vậy, mười hai. Không có ra bia cái khu cũng đâu có gì. Đã lại rồi luôn.
Tứ chính xác lắm mới được. Tứ giữa bàn đúng rồi. Tại trái đỏ nó quá sát. Không coi xong ai vô đó luôn đi. Rồi. Nè, quá dày. Ôi đau lòng em. Ôi mỉ điểm. 13 điểm đầu tiên cho đội của cô Trúc với Nhật cái vậy. Sơ ghi 13 của cô Trúc nghe nha. Không cái biên này ngay ngay nó xuống. Ủa đó, phải thứ kỹ chút là có ăn rồi đó trời, anh đó hơi bị ẩu chút xíu. 3 điểm đầu tiên cho đội của Bắc Bảy với anh Phương cái vậy. Dạ em mời cả nhà uống trà đường với em, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, sức khỏe, dồi dào, làm ăn phát tài cả nhà ơi. Trời ơi, mẹ an tâm đi, tao đánh Nhật đó. Không, rồi sao đẩy 17 nữa, 30. Không, để đầu mà ngang chúng rồi, kéo gì. Em đi 17 đó nha. Dạ hai nữa năm. Đó là chết đi. Thôi im. Hai. Ba. Cái này 17 lấy giải thưởng là 2-3 điểm luôn. Ôi ôi. Ôi hơi bị mỏng chút trời, 3 bông. 3 đến 16. Kèo trái em quá ha.
Hiếu à, một mươi sáu hết thuốc rồi, tôi chiều quá đó, tôi ngồi đang lấy thuốc mà. Yeah, cũng có lúc mà. Bốn đây 20. Anh dạ. Có anh đó phụ anh. Hai nữa là 8. Một. Mới đẹp mới được cái bộ. Một là 21. Thank you.
3 đến 11. Khung nhẹ lại không? Ba. Giờ ba đi nhiều điểm nhất cho em, 4 người á. Một từ trước mãi về đi là 2 mấy điểm. 20 điểm. 4. Rồi gà đá quen rồi không? Giờ thả vô. Đi có chứ, có điểm mà. Gà đá quen rồi thả vô trường rồi đâm bực 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 bực. Ồ thiếu rồi. Ồ cái đó không ăn 4 bộ. 4 đi 25. Cái đó gặp được nó không ăn trời. Nó hơi bị đây ăn. Cái này để bữa nay cô gánh cho. Bữa nào cũng xả không thấy không? Mẫu rồi. Mẫu tới 12. Cảm ơn suốt cả nhà suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình cả nhà. Có ngày hôm nay chúc cả nhà buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình nhà người thân. Làm ăn phát đại phát lộc nha cả nhà. Hay quá bộ. Cả nhà tới giao lưu với kênh mình có để bên thẻ cộng đồng đó cả nhà. Mình có nói mấy lúc trước rồi, bấm mình trang đủ YouTube Pháp TV mình đó nha. Uống à. 2 điểm. 2 đến 27. Cả nhà bấm vô trang YouTube Pháp TV vuốt về bên phải có để chữ cộng đồng. Cả nhà có để mình có để địa chỉ và khung giờ giao lưu đó nghe nha. Khung giờ giao lưu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa hàng ngày các nhà ơi. Địa chỉ là ấp A, xã Phú Cường, huyện Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt like các nhà. Hay quá quên. Một lượt like các nhà là để động lực kênh mình càng ngày càng phát triển các nhà. Đó, từ cao 15 cây. Này lấy tiền mua vé số căng quá. Dạ 4 đến 16. Ôi
gì ơi, đâu mà hay dữ vậy. Hai. Hay quá bồ ơi. Hay hay mới được bồ. Bồ anh. Đúng rồi. Tập đó rồi, tập trung mình chơi là lúc nào cũng hay nha. Rồi đánh khác liền không? Ba nó 30. Thôi. Ở đâu ngồi chỉnh cho lại mỏng chút tính là mỏng giữ lại. Ba cực xéo. Ra đâu lòng em. Nhiều gà thế vậy đâu chứ. mấy ông ra là làng lên mồ. Một luôn vậy. Tôi mới chặt cái giò gà đó mà mồ. Làm cái hồ cá cho. Nó không làm cái cầu. Nó không làm cái cầu rồi giờ đấy hồ cá. À biết rồi, anh không biết nó nói gì. Tám được 38. Chưa bỏ à? Bỏ rồi bỏ, chưa lòng đi là bỏ. Một nữa 39. Số bây giờ cô Trúc với Nhật 39 nha cả nhà. Bác 7 với anh Phương 17 điểm. Thích Bia này đồng 100 điểm cả nhà.
Thấy nó trên chỗ luôn trời, mà tới gần tới nó liệt qua rồi. Hai bộ tôi đã về để đạn cho mình quá lố. Dưới một lần lọt tại TV nếu nó xuyên. Ngọt. Lon rồi. Ôi ô. Ngọt vào. Một được 40. Ừ. Trắng. Làm sao thế vậy? Để con cây rồi. Sẽ. Một 18 một đến 41. Nó không linh đây thì bắt đầu quấn nó lòn lòn. Nó đẹp quá đúng không? Chút xíu nữa mới lên. Ba nó 44. Ôi, bỏ nó 19 này mộng mộng giống cái xe của cầm cầm dưa có 7 giống cái gà nó sẽ không nhớ là nhớ
Hay quá bộ. Đó, đồ gà lúc bảy ơi. Đồ gà đó, ăn được coi. Lấy con bộ đồ lợi coi. Làm cơm luôn. Ngon chứ. Cơm không nổi. Ngon. Cơm không nổi đi. Cơm không nổi. Năm đến 24. Eo nó quá sát. Cho sau bước là cho nó đỏ chi cho phải thay đổi ha bộ. Đúng rồi. Hay quá bộ. Bốn 49. Con đếm, con đếm.
có chúng mấy giờ ta? Ba. Ba nó 27. Ba không? Ba 30. Chưa bỏ đó à. Lối lên. Lối lên. 1 với 31. Lối lên chút rồi đều. Dạ. Đúng à. Khen hay luôn đó. Cái gì kêu việc làm mập nước kiểu mập thì bởi vậy chứ, nó trúng là hay lắm đó chứ, tại nó sát băng mà. Lấy thiệt là mỏng không cho cái gì đó. Mập áo xanh mới vô là cũng có xuất hiện trên kênh mình một clip đây cả nhà. À, thua cả nhà ơi. Đó bộ một chút. Cả nhà còn nhớ không cả nhà? Một nữa ba, một nữa 50. Điểm số bây giờ là cô Trúc với Nhật 50 điểm cả nhà. 7 với anh Thương 31. Thì bây giờ này đồng 100 điểm nha cả nhà. Thôi thắng lại coi chút gì chút hoài vậy. Ừ.
hộp chú gì chú hoài. Nội đó ăn gì sẽ ăn tối ngày luôn. Ra chút rồi bộ. Này. Có ngày được. Có ngày được. Bà. Ăn xuống chút nữa rồi bộ, xuống chút nữa. Ôi ơi, đâu tán ngay dậu luôn trời, ba bộ. Ba nó 53. Quay lại quýnh cái này em nhập vô đó ngay dậu. Đặt xe trước được không? Được ha. 7 chỗ hả? 16. Có gì đó là giờ nó nghỉ rồi kìa. Thôi, nghỉ rồi. Mời nó 63. Tao giờ nhát tay lắm. Quê. Hay quá ơn. Hay quá ơn ơi. Còn nặng nó đá, uổng quá.
247. 7. 2 điểm. 2 nữa 33. Một. Một một. Một nó 64. Mày muốn mọc á, chút này chút đấy. Không đâu, giờ gà đâu, không có để giờ gà đâu ạ. Hay quá bộ, bộ gì á, ép ép đi luôn đi. Cơ hai mấy có nãy giờ không được cơ mừng luôn. Mười có rồi, có cơ mừng. Cơ hai mấy có mấy có phút đi không? Có lúc anh ơi. Mai nó cũng tất linh. Từ từ nó lên tới à. Đó, cái này có này đó, chứ không phải không có đâu đó. Đó. Năm. Lên lên tới dậu luôn đó rồi. Sáu. Ừ đấy. Nhờ hơn mới xem được cái. Hay quá. Mới vô em mồi lửa cái quá bén ha anh bảy. Đó, gắn bảy nữa đây. Hay quá ta. Mười một tới 75. Nếu mà lãnh cấp 10 là từ giờ 2 bộ mình lãnh tới 3 cấp là có 2 bộ. Mà ngặt 15 chưa lãnh cấp nào thôi. Hay quá anh ơi. Ừ. Kéo cây dậu không chịu kéo cây dậu ngon chứ. Hội đâu đá lại nè. Một nữa 34.
rồi. Dừng rồi, thấy nó tới đó là biết nó dư rồi. Thiếu rồi bộ, hay quá bộ. Hay quá. Đó, cái này thế nào cũng hạ bạc à. Em nói vậy cái 10 thì còn lấy chút được, cái 15 cũng lấy xong lắm nha. 15 khó lắm. Tôi được thế rồi. Tôi được thế được 15. Của em nãy mà 15 là nếu mà trái bi đỏ nó hở ra là có thể em lấy được đó. Mà sát thôi, cái cam nó ấy ấy cái thứ rồi. 5. Bảy nữa 82. 82 vậy còn 18 phải không? Bồ Hải đợi tôi lãnh cốt mình là được không? Nó 18 giấy số phải không bộ? Phải không bộ Phương? Thì tôi lấy 18 giấy số rồi. Hay quá anh. Có phải anh có công hết? Đâu anh lãnh cấp thử ra đây. Nó bốn đến 38. Học bao? 1 là 83. Thank you.
hay quá bồ ơi. Đó. Đi cơ hội ấy đủ không ơi. Hai không biết bồ tát không hai tôi biết bồ thái kêu kêu thì nghi thiếu rồi thấy không. Ừ thì con lấy ớt phê nhiều thì sợ lòn con để ít chút đi chứ. Bột rồi còn 15 đủ chẳng luôn đó phải không, đủ chẳng luôn ha. Chúng học bồ ở ai dư à? Ôi ôi ủa hai bồ hai nó 87 cái đó thiều xuống là có thể còn có tiền sau còn nhặt nó thiều là rồi. Hay quá. Một nó 88. Đấy giờ 100 ngàn người với số này căng quá không phải hả? Đá lại một. Ừ đá lại vậy đi chơi. Ê lỡ là còn 12 rồi rồi có lãnh cấp không? Rồi đủ luôn rồi. Đủ rồi. Đủ rồi hưởng là 3 xị luôn nè. Đủ là 3 xị luôn phải không? Đúng. Ok. Một. Cái này đủ hưởng 3 xị. Ôi đó ơi mày bưng lên mẹ mẹ mà nhanh nhanh lên đó ơi chứ bà sĩ tao lấy căng lắm đó. Đó. Ừ hai vậy rồi có thể có không có không ơi đón với số đi không. Anh được ba Phương ơi đón với số địa phương. Ừ ê thôi điều điều gì được ba còn chín nữa mua đâu mua chín nữa ba rồi quánh tôi khỏi túi bốn ừ vậy đi bộ hai mười ba điểm mới vô đầu lớp 13 đó
5. Ừ vậy đi, trời ơi có rồi, có chứ thôi. 5. Mình nói làm cái nha, lúc nào uy tín đặt lên hàng đầu cho cả nhà xem. Đủ cái này mình thưởng nóng cho cô chú ba sĩ. 6. Ừ vậy đi 4. Đổi đường rồi, em giữ rồi đó. 6. Trời ơi quý ơi. Dạ. Ôi dồi ôi đau lòng trời. 6 hả? 6 1. 6 nữa. 94. Ủa đó hơi bị dậy chút trời. Quấy vô rồi hết cân. Đậu xe đi vô đây trời. Rồi để tạo động lực cho mấy bảy thi ghi 10 nữa bảy được nó nóng một xị. Còn có đó anh đại anh ruột ơi, người ta giờ xuống hết 5 mức còn có. Rồi cô chúc Vinh Phương vừa rồi có ai có điểm không? Không. Không. Thì cô 6 điểm là kéo rồi đó. Nhật có Nhật có điểm không? Nhật cũng không, Phương cũng không. Mấy mày? Mày một hoài luôn. Tám cái bộ. Một nữa 39. Trời ơi, ở đâu mở lòn em trời. Cái đó thấy nó móc lên sờ sờ rồi. Ừ, uổng đi ghê trời, 26 không ai để giải. Đi cái này đủ luôn, thử nóng anh Phương 1 triệu nha cả nhà. Dư. Phương xong rồi đó. Ủa em hưởng đâu có lỗ đó. Điểm số rồi anh Trân. Trân. Hay quá anh ơi. Bảy chiếc này, chiếc này có cơ mới mới được chứ mấy cơ cũ quá không được bảy. Giá chính thôi đi anh ơi. Đó anh ơi. Hai nữa 41. Dạ trúng rồi phải không? Đủ cái này nó nóng chị. Giờ trúng không? Vậy là mình có 5 điểm nữa đúng không? Nó nóng chị cho cô chú mua giấy số, mua giấy mua. Giấy số rồi. Hỏi mà có buốt. Trời ơi trời nghe. Anh tự nhiên anh nói khỏi màu luôn. Một bốn. Một 95. Ủa giấy. Rồi, tự nhiên tao đang vô cuộc anh nói khỏi mở. Em mắc cười.
toàn trước trời sợ ăn kéo mong làm nó mạnh nó bầu mà muốn cái gì con cái trai là quý kiếm người đến đi sao để có cái trạng đó. Đó anh ơi. Thôi thôi cũng phải nửa đường chứ. Mới bốn mấy à. Đã này không? Ô giờ này sao mà anh chạy đã em dữ vậy anh bố? Vẽ giếng rồi. Nó xin giỏi nha anh Ngũ. Em là em nói với anh đó là em là bà chúa chị Đặng mà. Đó bộ không lẽ còn năm nữa mọi người mà hai cơ rồi chưa xong sao? Ừ vậy đi tới giờ của bồi đó. Cái anh nó dễ còn cái anh nghịch nó khó. Yêu cầu anh đi câu 10 giùm em đi. Cái này phải kết đây chứ còn gì nữa không kết. Mấy cái này buông ra là cô kết. Hay quá phải ơi. Đó anh ơi có thể có được 10 đó. Ừ, này chắc hết rồi. Nhẹ quá. Đúng rồi. Cái năm nữa 46. Ủa tao đi gán năm nữa đi rồi sao lại được 10 tấm với số không chịu. Một. Trời ơi nó không đá lại bộ rồi. Bốn mươi sáu Phương thì được 6 điểm ta đi 40 thì nổi nữa. Một là 96 kia ta còn 4 điểm mà kém tiếp lên 60 điểm. Nên cho đó mọi người muốn không trúng nữa là rồi xong rồi. Cái bốn này ra là khó thương. 147 thở ra là có ăn. Thank you.
tay em. Hai điểm. 2 lên 9 18. Yêu cầu anh giả cho 10 dành cho em được rồi. Đó. Trời thật ơi. Vui quá anh. Dạ vậy mình nói lòn đi. Đủ. Mấy bạn? Hai. Hai điểm. Hai đâu 49. Một. Bốn chín chưa được 50 nữa cả nhà. Đây kèo chênh lệch quá xa. Này mắc mắc 7 với anh Phương thì sao bờ nghe nha. Ngoài bên cô Trúc với Nhật thì vào bờ an toàn. Lòn rồi bộ ơi. Ôi trời ơi. Một con. Trời ơi này. Một nữa 99 phá sổ nha. Cách sức của cô Trúc với Nhật giờ thắng là 99% nghe nha. Ừ tán gì đó bộ. Rồi, Phương đi cơ 51 mình sẽ thưởng anh Phương 1 triệu nha cả nhà. Phương ơi 1 triệu này chắc chiều nay để trúng số lãnh hơn này. Có vô cơ 50-60 bình thường. Trời ơi trời. Tao lòng em trời. Hai 51. Qua rồi, qua nửa đường đi. Chưa. Ủa tôi tưởng là bộ tôi kết thúc rồi chơi. Cơ hội vẫn còn. Đó anh ngộ coi. Anh hạ giùm em cho mọi coi. Đặng mời mình còn có vé số mình dò tiếp. Nó đẹp vậy còn gì nữa tội. Im lắm đó nè. Ừ rồi vậy hết im. 1-52. Kiều nhẹ cái coi. Rồi hết quánh luôn. Tiếp tục nữa Phương ơi. Còn tiếp tục nữa hả một. Đây em tán nổ qua cái bóp rồi nè nha. Trắng sao có đường bột. Không được, con hai dẫu cháu ăn được không? Không có phê luôn đúng không? Quá đẹp. Hay quá bồ ơi kia. Không sao đâu mà nhảy. Sao gì ơi. Con tay của chú, chú nhiều sức khỏe nha, quá hay của chú ơi. Dạ bồ. Nhiều sức khỏe nha. Con tay chú có bảy nhiều sức khỏe. Tôi nhiều sức khỏe nha. Ôi trời ơi. Thôi sếp bây giờ này cô chú với Nhật thắng cái nhảy. Giải thưởng là 5kg gạo với thùng mì. Bữa nay Sugi không có ai lấy được Sugi hết trơn cái nhảy. Bây giờ cho tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà giữ sau. Bye bye.